Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của bà Nguyễn Thị Thu Thảo, 50 tuổi, trú phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, để điều tra về tội tham ô tài sản. Bà Thảo nguyên là kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 10 năm 2017, lợi dụng quyền quản lý tài khoản, bà này đã dùng thủ đoạn gian dối lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi để chuyển hơn 985 triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân, sau đó đem tiêu xài cá nhân. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1996, ngụ ở phường 10, quận Tân Bình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vũ là đối tượng nghiện ma túy đã bị đưa đi cai nghiện và hồi gia vào tháng 8 năm 2021, hiện đang nằm trong diện theo dõi quản lý của địa phương. Sáng 6 tháng 10, cảnh sát khu vực phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy nên yêu cầu về trụ sở công an tiến hành kiểm tra. Không chấp hành yêu cầu, đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm cán bộ cảnh sát khu vực trọng thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với một cặp vợ chồng trú tại tổ dân phố Hòa Nam, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo thông tin ban đầu, cặp đôi này đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tương đương mức lãi suất khoảng 109% một năm. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội của đôi vợ chồng. Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra xử lý đối với một người đàn ông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong người dân. Qua điều tra, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện người này ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại đăng trên tài khoản Facebook tài xế đời với nội dung về tới Cà Mau rồi đang nhậu trong Vuông Tôm, mình về không ai biết mà im du nên không đi cách ly đâu hết. Thông tin sai sự thật vừa nêu đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của Cà Mau.